tấm đồng còn lẫn tạp chất, người ta ứng dụng hiện tượng gì để thu được đồng nguyên chất? Thế đáp án là điện phân. 10 ngọn núi cao nhất thế giới hiện nay đều thuộc châu lục nào? Châu Á. Chính xác. Đến năm 2024, Việt Nam đã mấy lần tham gia Thế vận hội mùa đông? Chưa lần nào. 10 điểm. Ở Bắc Bộ, trong các đơn vị đo, sào, thước, mẫu, đơn vị nào có giá trị lớn nhất? Sào. Đáp án là mẫu ạ. Triết lý sống sâu sắc của nhà thơ cách mạng nào được gửi gắm qua những vần thơ sau? Một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đống lửa tàn mà thôi. Tố Hữu. Đúng là Tố Hữu. Which organization was founded in 1905? 10 điểm dành cho Phúc Huy. Trật tự thế giới hai cực tồn tại từ năm 1945 đến 1991, chi phối toàn bộ đời sống chính trị thế giới nửa sau thế kỷ 20. Yanda. 10 điểm đầu tiên. Nam rapper nào đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023? Đem vào. Chính xác. Ngày xưa Cát Trắng Phẳng Lì là ký ức của nhà thơ Hoàng Cầm về dòng sông nào? Vào qua. Sông Đuống ạ. What is the only imaginary animal in the Vietnamese zodiac? Dragon. Correct. Trong các hormone dưới đây, hormone nào có tác dụng kích thích da rễ và thụ tinh tạo quả? Cytokinin, auxin, ethylene. Cytokinin. Auxin mới là câu trả lời chính xác. Những số nào chia hết cho 4? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 2020 và 2024. Bạn có thêm 10 điểm. Giao của mặt nón với mặt phẳng không đi qua đỉnh và không vuông góc với trục của mặt nón có thể là loại đường nào sau đây? Conic, đường tròn hay đường thẳng? Tất cả. Conic mới đúng ạ. What is the value of pi to two decimal places? 3.14. Chính xác. Trong cơ thể người, khoảng 90% phốt pho tập trung ở xương, khoảng 10% tập trung ở các cơ, gần 1% ở các tế bào, dưới dạng các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Đáp án của câu hỏi này là não ạ. Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được gọi tắt là gì? Không ạ. Đáp án là COP28. Bại liệt, uốn ván, viêm gan B, sốt xuất huyết, bệnh nào chưa có vaccine phòng ngừa được WHO phê duyệt? Sốt xuất huyết. Chính xác. Từ nào còn thiếu trong các câu thơ sau? Hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày. Đáp án cho câu hỏi cuối cùng là Dỗ Tổ ạ. Khoản 1 điều 61 hiến pháp hiện hành của nước ta, phát triển là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục. 10 điểm đầu tiên dành cho bạn. Trung bình nhân của hai số không âm luôn trung bình cộng của chúng. Lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau? Chiều em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió? Bỏ qua. Chiều biên giới em ơi, biên giới ạ. Trong Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi đã nhắc tới nhân vật nào như sau? Vua đầu tiên là sinh ra có đức của bậc thánh nhân, làm tổ bách Việt. Kinh Nhân Vương. Chính xác. What is the sum of the three consecutive even numbers starting from 2? 12. Chính xác. Trong các hydrocarbon sau, những chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím? C3H4, C3H6, C3H8. C3H6 và C3H4 nữa. Năm nào trong thế kỷ 20 có tổng các chữ số cấu tạo nên nó là nhỏ nhất? Như Thảo. 1900. 2000 ạ. Ví dụ phổ biến về là sự phóng điện giữa hai đầu đặt gần nhau của hai thanh than nối vào nguồn điện có hiệu điện thế là 40V đến 50V. Đáp án là hồ quang điện. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế metan bằng cách đun nóng khan với hỗn hợp Vôi-Tô-Sút. Đáp án là natri acetat. Từ nào còn thiếu trong các câu thơ sau? Sao trời trôi qua, thành trăng vàng, là hạt cau phơi trên nong trời, em lưỡi liềm ai quên bỏ lại? Đáp án là diều ạ. Đinh Thiên. 720. 720 degree. Năm 1820, vua Minh Mạng cho lập cơ quan nào làm nơi thu thập và biên soạn sách sử? Thanh Bằng. Quốc sử viện. Quốc sử quán. Trong ba thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự, thành phố nào thuộc tỉnh Đồng Tháp? Quốc Huy. Cả ba. 10 điểm. Hoa là cơ quan sinh dục đực. Hoa là cơ quan sinh dục cái của hoa lưỡng tính. Đinh Thiên. Nhị nhụy. Nhị nhụy, đúng vậy. Khi soạn thảo văn bản, SelectO tương ứng với tổ hợp phím tắt nào? Thanh bằng, còn A. Chính xác. Hạ uy cầm là loại nhạc cụ có nguồn gốc từ quần đảo nào ở Thái Bình Dương? Thanh bằng, Hawaii. Hawaii, đúng vậy. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, khi tránh nhau, xe nào phải nhường đường cho xe còn lại? Xe xuống dốc hay xe đang lên dốc? Thanh bằng, xe đang lên dốc. Xe xuống dốc ạ. Từ năm 2006, tên của công cụ tìm kiếm nào đã trở thành một động từ trong từ điển Oxford chỉ hành động gõ các từ khóa? Như Thảo. Google. Chính xác, và đó là điểm mười cuối cùng dành cho các bạn thí sinh trong phần thi khởi động ngày hôm nay. Nhiệm vụ của các bạn trong phần thi này đó chính là tìm ra một từ khóa gồm có 30 chữ cái. Chúng tôi rất thích phản ứng này. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Phúc Huy. Chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 1 chữ số. Có hai vòi cùng cấp nước vào một bể. Vòi thứ nhất chảy một mình trong 2 giờ thì đầy bể. Hai vòi cùng chảy thì trong 1 giờ 36 phút thì đầy bể. Hỏi vòi 2 chảy một mình trong mấy giờ thì đầy bể? Mỗi người tính ra một kiểu. Và có một người đã tính đúng. Đó chính là Thanh Bằng. Xin chúc mừng em. Đó là câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Bây giờ thì các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý nhờ vào câu trả lời đúng của Thanh Bằng. Wow. Thanh Bằng sẽ là người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang. Xin mời em. Em xin chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ cái. Năm 1911, Rutherford và các cộng sự đã theo dõi đường đi của các hạt alpha sau khi cho chúng bắn phá một tấm mỏng làm bằng chất liệu gì, từ đó tìm ra hạt nhân nguyên tử. Đưa ra câu trả lời là nhựa, vàng là câu trả lời của Như Thảo và Đình Thiên. Chúng tôi xin được chúc mừng Như Thảo và Đình Thiên, mỗi bạn có thêm một điểm 10. Chúng ta đang muốn nhắc tới chất liệu là vàng. Wow. Đình Thiên, xin mời em. Câu trả lời của em là anh hùng bất khuất, trung hầu đảm đang. Bạn đã đếm số chữ cái chưa ạ? Dạ rồi ạ. Đủ 30 chữ cái. Tại sao bạn có thể tính ra nhanh như vậy? Thật ra rất ít khi Olympia có một từ chìa khóa dài như thế. Dạ là có hai hàng ngang là 8 và vàng. Thì em nghĩ tới 8 chữ vàng của Bác Hồ dành cho phụ nữ. Và đó là anh hùng bất khuất trung hầu đảm đang. Và sau đó thì em viết số chữ cái trong mỗi từ ra và sau đó cộng lại là được 30 ạ. Cái điều đầu tiên khi chúng tôi để ý bạn nhấn chuông trả lời đó là vẻ mặt rất tự tin và đương nhiên là không cười. Và bạn đã vươn lên dẫn đầu, xin chúc mừng Đình Thiên. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Chúng ta đang có một khoảng cách điểm khá đáng kể. Tuy nhiên, phần thi tăng tốc sẽ là một phần thi vô cùng khó đoán và cơ hội thì vẫn dành đều cho cả 4 bạn thí sinh. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn như sau. Bức tranh sau mô tả trò chơi dân gian nào? Trả lời là bịt mắt bắt dê, Như Thảo là bịt mắt bắt dê và Phúc Huy là bịt mắt bắt dê. Có lẽ là Phúc Huy hơi nhầm lẫn một chút rồi. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là bịt mắt bắt dê. Đình Thiên có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Như Thảo. sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho các bạn thí sinh. Các bạn hãy sắp xếp tên các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện vào vị trí tương ứng trong sơ đồ sau. Là DCBA, Phúc Huy là BCAD, Đình Thiên là DACB và Như Thảo là DCAB. Như vậy là mỗi bạn thí sinh có một cách sắp xếp khác nhau và có một bạn giành điểm 40, đó chính là DCBA. Đã đúng lại còn nhanh nhất. Thanh Bằng là người duy nhất giành được 40 điểm. Và bây giờ thì các bạn hãy vận dụng tối đa tư duy logic của mình để trả lời chính xác câu hỏi số 3. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Biết rằng mỗi biểu tượng chùm nho, nải chuối và quả dâu có giá trị tương ứng với một số tự nhiên khác nhau. Bạn lựa chọn là 9 là Như Thảo, Đình Thiên và Thanh Bằng. Phúc Huy lựa chọn là số 12. Vâng, Như Thảo, bạn đã tính dựa vào những biểu thức nào ạ? 3 trái Việt Quốc bằng 12 thì một trái nó sẽ bằng 4. Mà Việt Quốc nhân chuối cộng dâu nó bằng 11, cho nên là chuối bằng 2 và dâu bằng 3, nên là em cộng lại nó ra 9. Xin chúc mừng Như Thảo đã giành được 40 điểm, 30 điểm đối với Đình Thiên và Thanh Bằng có thêm 20 điểm. Các bạn đang gia tăng số điểm của mình và rất nhanh chóng chúng ta sẽ sắp sửa tới câu hỏi số 4 trong phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Một tháng có rất nhiều sự kiện tháng 2 và người trả lời nhanh nhất là... Có 3 bạn lựa chọn là tháng 2 và Đình Thiên giành được 40 điểm, Thanh Bằng giành được 30 điểm và 20 điểm thuộc về Như Thảo. Em chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Đình Thiên, chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên như sau. Bộ tác phẩm nổi tiếng của Ban Jacques chủ yếu gồm những tiểu thuyết có giá trị hiện thực phê phán xã hội bị đồng tiền thao túng, có tên gọi là gì? Những nơi cung khổ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Ở trong câu hỏi này chúng tôi đang muốn nhắc tới một bộ tác phẩm kinh điển bao gồm khoảng 90 tác phẩm được gộp lại vào năm 1842 của tác giả Ban Jacques, đó chính là Tấn Trò Đời ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Tam giác MNP cân tại M có MN bằng 6 cm, góc M bằng 120 độ. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP bằng bao nhiêu cm? mời các bạn thí sinh khác ạ. Và nếu chúng ta áp dụng những phương pháp tính thì đáp án chính xác cần có phải là 6 cm ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 và lần này thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không ạ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Địa điểm số 48 hàng ngang nơi Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập vốn là nhà của nhà tư sản yêu nước nào? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Phúc Huy. Câu trả lời của em là Bạch Thái Bưởi. Vâng, trong câu hỏi này chúng tôi đang muốn nhắc tới địa điểm số nhà 48 hàng ngang nay đã trở thành một di tích lịch sử để cho du khách trong và ngoài nước có thể đến thăm về nơi Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập. Và căn nhà này vốn thuộc sở hữu của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô ạ. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Đình Thiên rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Với quyết tâm chiến thắng cao nhất, em xin chọn 20, 20, 30 ạ. 20, 20 và 30. Đó là lựa chọn của Thanh Bằng. Bằng việc sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại, chỉ trong khoảng một thập kỷ 1765-1775 đã có thêm 5 nguyên tố hóa học được xác định, trong đó có 3 khí không màu. Đó là những khí gì? Câu trả lời của em là khí Halley và khí boron. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Những khí rất thân thuộc với chúng ta: nitơ, hydro và oxy. Vâng, Thanh Bằng hãy bình tĩnh. Bây giờ câu hỏi tiếp theo có giá trị 20 điểm. Câu hỏi của bạn như sau. Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 34 em thích ăn thanh long, 22 em thích ăn cam và 2 em không thích ăn cả hai loại quả đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp, tính xác suất để em đó thích ăn ít nhất một trong hai loại quả thanh long hoặc cam. Câu trả lời của em là 9/10 ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, lần đầu tiên trái thanh long có trong câu hỏi toán. Và xác suất cần tính bằng 1 - 2/40, tức là bằng 19/20 miệng. Hy vọng rằng là Thanh Bằng có thể dành cho mình một vài giây để gạt bỏ đi sự nuối tiếc. Tập trung vào phía trước, chúng ta còn một câu hỏi nữa. Hãy xốc lại tinh thần. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Oh wow, I just remember reading this amazing article. What's that? It was about a town of 400 parents and teachers from Yentao Sanla who brought 80,000 pebbles from a local stream to build a school for their young children in the beginning of the new school year. That sounds amazing. I wonder how long it took them. It took them about, yes, 5,000 man hours. Wow. I wonder if I could visit the school one day. Oh, me too. But wait, how many pebbles did I say it took to build the school? Good luck. My answer is 5,500 man hours. Xin mời những câu trả lời khác ạ. My answer is 80,000. Như Thảo có thể dịch lại đoạn hội thoại vừa rồi không ạ? Dạ, em không nhớ rõ lắm. Em chỉ nhớ là có một cái trường học ở đâu đó được xây bằng bao nhiêu đó cục đá. Thì người ta có nói về số lượng cục đá. Em nghĩ là em nhớ cái số lượng đó. Người ta hỏi là bao nhiêu cục đá. Trong đoạn hòa băng vừa rồi thì chúng ta có 3 con số được nêu tới. Đầu tiên là 400 gia đình và giáo viên đã mang sỏi từ suối về để xây dựng trường cho con em của mình cho năm học mới. Số thứ hai đó là số 5.000 và họ đã mất 5.000 giờ công để làm việc này. Con số tiếp tục đó là 80.000 viên sỏi đã được đưa từ suối xuống để thực hiện điều đó. Và câu trả lời là 80,000 pebbles, 80,000. Xin chúc mừng Như Thảo. Bạn đã nghe rất chính xác. Và cũng khá tiếc cho Thanh bằng, nhưng chúng ta sẽ còn có một số cơ hội phía trước nữa để em có thể giành thêm điểm. Dạ, em xin chọn 3 câu 20. 3 câu 20 điểm dành cho Như Thảo. Câu hỏi đầu tiên sẽ có nội dung như sau. Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử đã trở thành lời thề của những người lính quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu ở mặt trận nào trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc? Câu trả lời của em là đảo Gạc Ma. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Yes! Xin mời Thanh Bằng. Câu trả lời của em là mạch tặng Bế Xương. Đây là 9 chữ khắc trên báng súng của người lính đã chiến đấu để giữ gìn bảo vệ biên cương phía Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Một mặt trận có thể được coi là lò vôi trong lịch sử. Chúng tôi đang muốn nhắc tới mặt trận Vị Xuyên. Xin chúc mừng Thanh Bạn. Với câu hỏi số 2 thì Như Thảo có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Hàng ngày chúng ta thường dùng các nguồn điện là pin 1,5V, ắc quy 12V. Muốn có nguồn điện với hiệu điện thế cao hơn, người ta làm gì? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Muốn có nguồn điện với hiệu điện thế cao hơn thì chúng ta có thể mắc nối tiếp các pin hoặc ắc quy với nhau. Đó mới là câu trả lời chúng tôi muốn lắng nghe từ các bạn. Như Thảo sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Câu hỏi của Như Thảo như sau. Bộ phim nào do nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh đạo diễn là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại do CNN bình chọn? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thanh Bằng. Câu trả lời của em là bộ phim Bao Giờ Cho Đến Tháng 10. Vâng, một bộ phim được nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh cho ra mắt vào năm 1984. Và đó là Bao Giờ Cho Đến Tháng 10. Xin chúc mừng Thanh Bằng. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Như Thảo rồi. Bạn có thể trở về vị trí. Em sẽ chơi hết mình, em chọn 3 câu 30 điểm. 3 câu 30 điểm dành cho Huy. Trong những câu thơ sau, tác giả đang gợi nhắc đến những câu thơ của ba nhà thơ nào? Ta làm con nai lạc giữa rừng thu, làm hổ sa cơ giận vườn bách thảo, làm bóng ma hời sờ soạng đêm mơ, làm tất cả chỉ trừ không đổ máu. Câu trả lời của em là Nguyễn Bính, Thế Lữ, Tố Hữu. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. trả lời mà bạn đưa ra thì chúng tôi đã lắng nghe thấy được một cái tên đúng, đó chính là Thế Lữ. Và chúng tôi cũng muốn nhắc tới thêm hai nhà thơ nữa, đó là Lưu Trọng Lư và Chế Lan Viên. Đáp án chính xác là Lưu Trọng Lư, Thế Lữ và Chế Lan Viên. Đây là những câu thơ được trích trong bài thơ Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi của nhà thơ Chế Lan Viên. Và trong bài thơ thì tác giả đã đưa vào những ý trong bài thơ đặc trưng của phong trào thơ mới. Đó là Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, Nhớ Rừng của Thế Lữ và Trên Đường Về của tác giả Chế Lan Viên. Và câu hỏi tiếp theo, bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Câu hỏi như sau. Một thương gia giàu có người Anh đã áp dụng định luật Newton để tính quỹ đạo các sao chổi và phát hiện rằng sao chổi xuất hiện những năm 1066, 1682 có quỹ đạo giống nhau và chỉ là một thiên thể. Ông dự đoán sao chổi đó sẽ trở lại vào năm 1758 và đúng vào Giáng sinh năm đó, sao chổi đã hiện lên trên bầu trời. Ông là ai? Trả lời của em là Newton. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tên của ông cũng được đặt cho sao chổi này và ông là một thương nhân yêu khoa học và đặc biệt là quan tâm đến sao chổi. Ông đã giúp Newton xuất bản cuốn Các Nguyên lý Toán học của triết học tự nhiên. Và ông là Edmund Halley. Sao chổi Halley. Quả thật đó là những câu hỏi rất khó đấy ạ. Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Phúc Thủy. Bình tĩnh mà trả lời nhé. Dòng sông nào là nơi sóng ngàn Việt Bắc bãi dài Ngô Lau, núi rừng âm u, ghi dấu nhiều chiến thắng oai hùng đánh tan cuộc hành quân của Pháp lên Việt Bắc năm 1947? Câu trả lời của em là sông Lô. Còn tôi thì tự hào với câu trả lời vừa rồi của bạn. Câu trả lời cực kỳ xuất sắc đã giúp bạn có cho mình 100 điểm sau phần thi vừa rồi. Rất ấn tượng, cảm ơn bạn. Và xin được chúc mừng Đình Thiên là người giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng ngày hôm nay với số điểm 220.